Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Mempo. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cài đặt thông tin thông số cho máy in PDF trong phần mềm nha. Đầu tiên ta mở phần mềm Mempo lên đây nha. Option nè. Mempo nè. Rồi, mấy cái thư mục trước cài đây rồi. Bây giờ cài đây nha. Phần out nè, phần in nè. Về này nè. Thông số là giữ nguyên nha. Về phần máy in nè. Đầu tiên ta chọn cái này nè. Đây. Rồi. Ta chọn máy in, cái này nhớ là chọn A0 nha, kéo lên đây, ta chọn A0 này nha, A0 này, A0 này, giờ sẽ ta chọn A0 này đi, à, góc này là tăng giấy nha, rồi ok, đó, bấm ok nha, cài đặt xong đây phải không, hạ màn hình xuống nha, đó. Rồi hạ xuống đi, rồi ta vào đây nè, bấm chuột phải, mở nha, rồi bấm dưới đây nè, nè. Rồi trong cái phần mà máy in này thấy không, chụp phải rồi bấm đây nè, đó. Vô phần mà trang giấy nha, cái này nè, chọn A0 nha, đây A0 này cho đồng bộ nha, rồi phần này giữ nguyên nha, rồi cái phần PDF option nè, cho chọn hết cho một này nha, rồi bấm ok là xong rồi các bạn. Sau khi chúng ta mở máy lên cài đặt xuất file dạng PDF thì sẽ không bị lỗi nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.